Wow, các bạn ơi, chúng ta nói gì đây? Ha ha, mình đang đi lòng vòng thì phát hiện ra đây có hai con khủng long rất là đẹp luôn. Mình sẽ bắt thử một con lên và chúng ta sẽ có gì nào? Một con khủng long Saichavia. Con này có rất là nhiều vá trên lưng luôn các bạn ạ. Saichavia. Mình sẽ bỏ vào rổ nha. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái rổ rồi đó. Tiếp theo chúng ta có một con khủng long Indoraptor. Nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau ở trên lưng luôn nè các bạn ạ. Nhìn từ xa như một con chuột vậy đó các bạn ơi. Chúng ta cùng tiếp tục đi tìm nữa nào. Mình đã phát hiện ra đây có thêm một con khủng long nữa các bạn ơi. Đây là Pachycephalosaurus Phalosaurus, một con khủng long với một cái đầu bị hói nè các bạn ơi. Có vẻ như con khủng long này rất thích cục đầu nhau. Đây là Pachycephalosaurus. Không biết chúng ta còn gì nữa không đây. Đây rồi các bạn ơi. Gì nào? Một con khủng long Triceratops. Hay còn được gọi là khủng long ba sừng đó. Nó có rất là nhiều hoa văn được vẽ ở trên người luôn nè các bạn ạ. Triceratops. Tiếp theo, đây là một con khủng long Dilophosaurus nè các bạn ơi. Nó có thể há miệng được luôn. Đó là đẹp đúng không các bạn ơi? Dilophosaurus. Trời, hôm nay chúng ta đã có được 5 con khủng long rất là đẹp rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ tiếp tục đi tìm kiếm xem còn gì nữa không nha. Chỗ này chúng ta có 4 con khủng long luôn các bạn ơi. Sinonithosaurus, một con khủng long rất là nhiều màu sắc ở trên người luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Sinonithosaurus. Còn khủng long tiếp theo mình sẽ bắt lên đây là một con khủng long Mosasaurus. Và đây là một con khủng long sống ở dưới nước nha các bạn ơi. Khá là dài luôn. Mosasaurus. Tiếp tục chúng ta có một con khủng long Dimetrodon này các bạn ạ. Đúng rồi, đây là Dimetrodon. Một loại bò sát đó các bạn ơi. Con khủng long tiếp theo chúng ta có gì đây? Nigersaurus các bạn ạ. Nó có màu sắc lá cây và đây là một con khủng long ăn cỏ đó. Mình sẽ đi kiếm xem còn gì nữa không nha. Nhìn này các bạn ơi, sau một hồi tìm kiếm mình lại phát hiện thêm ở đây có một con khủng long nữa nè. Một con khủng long Acrocanthosaurus. Đây là một con khủng long ăn thịt đó. Để xem chúng ta còn gì nữa không nha. Gì đây? Rất nhiều con khủng long Stegosaurus ở đây. Và chúng ta có một con khủng long. Đây là một con khủng long bạo chúa T-Rex các bạn ạ. Khủng long bạo chúa há miệng ra rồi các bạn ơi. Và nó đã đánh hạ hết tất cả những con Stegosaurus rồi. Mình để xem coi, đây là một con khủng long bạo chúa siêu cấp VIP Pro rồi các bạn ạ. Rất là to đẹp luôn. Đây là một mô hình đồ chơi thôi nha các bạn ơi. Nó có thể há miệng bằng cách bấm nút rồi các bạn ơi. Tuyệt vời luôn. Đây chúng ta có tất cả là 3 con Stegosaurus. Rất là đẹp luôn đúng không? Bỏ hết những con Stegosaurus này vào nha. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm xem còn cái gì nữa không các bạn ơi. Mình vừa nhìn thấy ở đây có một cái đầu con khủng long bạo chúa đó các bạn ạ. Trong miệng nó đang cắn những con khủng long này. Bên trong có rất là nhiều khủng long luôn. Trên này chúng ta có một cây búa có những hoa văn và ký tự như một cây búa của thần sấm vậy. Bây giờ mình sẽ giải cứu cho những con khủng long ở trong nha. Mình đã giải cứu thành công rồi, những con khủng long bắt đầu thoát ra ngoài này các bạn ơi.
để xem chúng ta có những con khủng long nào nha. Một con The Rhizinosaurus. Đây là con khủng long ăn thịt đó các bạn ạ. Những cái móng vuốt ở trên tay của nó rất là dài và sắc nhọn luôn. Wow, tiếp theo chúng ta có một con khủng long Parasaurolophus, hay còn được biết đến với cái tên gọi là khủng long màu kiếm. Thêm một con khủng long cũng rất là to này các bạn ạ. Đây là con khủng long Dracorex. Đúng rồi, một con khủng long có một cái đầu hình tam giác này các bạn ạ. Mình sẽ bỏ hết vào rổ nha. Chúng ta có rất là nhiều khủng long ở đây luôn nha các bạn ơi. Tiếp tục chương trình là một con khủng long ăn thịt. Nó có màu vàng và đây là Chamsosaurus. Wow, bỏ vào rổ luôn. Ở bên trong chúng ta cũng còn rất là nhiều những con khủng long khác nhau. Mình sẽ lấy hết ra ngoài luôn cho các bạn coi nha. Đây là một con khủng long Miragaya. Miragaya là một con khủng long ăn cỏ đó các bạn ạ. Rất là nhiều những chiếc gai trên lưng của nó sẽ dùng để tự vệ đó các bạn. Còn gì nữa không nào? Có vẻ như cái miệng của nó đang dần dần đóng lại rồi các bạn ơi. Mình sẽ tranh thủ nha. Velociraptor, một con khủng long màu xanh lá cây. Và đây là con khủng long ăn thịt đó các bạn. Velociraptor. Phía trong chúng ta cũng còn rất là nhiều những con khủng long khác. Nó đã đóng miệng lại rồi. Hôm qua mình vừa kịp lấy được hai con khủng long này ra này các bạn ơi. Holosaurus, một con khủng long màu xanh da trời và nó cũng là con khủng long ăn thịt. Đồ chơi của mình đã hết thể chứa được rồi các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta có một con khủng long Styracosaurus. Đây là con khủng long thuộc dòng khủng long ba sừng đó các bạn ạ. Mình sẽ bỏ vào đây nha. Và chúng ta sẽ đến với cái đầu con khủng long bạo chúa này. Đây là một cái hộp đồ chơi được làm theo hình đầu của con khủng long bạo chúa đó các bạn ơi. Khi các bạn mua sẽ được tặng những con khủng long nhỏ nhắn và đầy màu sắc như vậy đây. Mình sẽ cho các bạn thấy là chúng ta có những con khủng long nào nha. Parasaurolophus, một con khủng long màu kiếm nè các bạn. Nó có màu hồng ở phía trên lưng và màu vàng ở dưới. Đây là con khủng long Brachiosaurus, nó có màu xanh da trời. Màu đỏ là một con khủng long Dilophosaurus đó các bạn ạ. Khủng long ba sừng nữa nè các bạn ơi. Keratosaurus, nó có màu xanh lá cây và có thể giả quang được luôn nha. Đây là Spinosaurus. Rất là nhiều những con khủng long đầy màu sắc ở đây luôn. Indominus Rex, nó có màu đỏ rất là đẹp nè các bạn ơi. Màu xanh lá cây là một con khủng long Styracosaurus đó các bạn. Chúng ta có thêm một con khủng long màu tím này, Triceratops, hay còn được gọi là khủng long ba sừng. Và đây là con khủng long cuối cùng của ngày hôm nay rồi, Dimetrodon, nó có màu cam này. Tất cả những món đồ chơi này là hôm nay mình lục được đó các bạn ạ. Rất là nhiều đồ chơi đẹp và đầy màu sắc luôn đúng không? Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.